Người cá ơi, đâu rồi? Chào các bạn nha. Thế là một năm trôi qua, các bạn đã trưởng thành hơn chưa? Nếu rồi, thì mời tham dự tiệc tất niên cuối năm của người cá nha. Chương trình là chúng ta sẽ tổ chức vào lúc 4 giờ chiều, sẽ có tiệc nhẹ để cho mấy bạn đến đúng giờ chụp hình nghệ thuật up lên Instagram của Tiun để khoe với các bạn người cá khác trên thế giới. Tiếp theo là có chương trình thi bơi người cá, biểu diễn nghệ thuật lặn nín thở lâu để nhận quà hấp dẫn như bốc thăm trúng thưởng đổi đuôi tiên cá mới, đồ bơi tiên cá hay kính bơi người cá để làm cho các bạn mới mẻ hơn trong năm mới. Đặc biệt là chương trình đổi cũ lấy mới, đồ bơi tiên cá Tiun là một món quà ưu ái dành cho gần 1.000 bạn người cá đã mua đồ bơi của Tiun. Vì hồi trước Tiun phải mua đồ bơi người cá của các thương hiệu khác, tất cả những cái đồ bơi tiên cá trên thế giới Tiun đều mua cả. Để rồi Tiun nhận ra rằng đó chỉ là đồ chơi trẻ em, xài một thời gian lại hư. Khi mà Tiun dạy bơi người cá chuyên nghiệp cho các bạn trẻ đó thì nó mau hư lắm, và Tiun cảm thấy là có lỗi. Bởi vậy cái thương hiệu đồ bơi tiên cá Tiun ra đời để cho các bạn cơ hội xài những cái đồ bơi tiên cá tốt nhất. Cái cơ hội đổi đồ bơi tiên cá của thương hiệu Tiun chỉ diễn ra duy nhất một ngày tất niên vào ngày 9 tháng 2 này thôi nha. Nếu các bạn mua những cái đồ bơi tiên cá khác mà không thể tham dự á, sau này có liên hệ lại Tiun thì cũng phải tốn tiền mua thôi, chứ Tiun không đổi đuôi tiên cá của Tiun cho các bạn nữa, bởi vì Tiun bán còn không kịp. Và sẽ có tiết mục đặc biệt cho các phụ huynh người cá, đó là khui rượu champagne mừng năm mới lúc 7 giờ tối. Sẽ có tiệc chay và mặn luôn, nên các bạn ăn chay được ưu tiên trước, và Tiun sẽ đặt tiệc chay bên nhà hàng Sân Mây cho các bạn. Sự kiện này sẽ rất là thú vị, nên bạn nào tham dự phải đăng ký trước thứ năm tuần này, nghĩa là ngày 8 phải báo cho Tiun biết là số lượng bao nhiêu người đi. Muốn tương lai Việt Nam tươi sáng thì các bạn hãy đi làm người cá hết đi, chứ đừng ở nhà ngồi coi mấy cái YouTuber làm clip xàm, coi tụi nó riết là ngu luôn đó. Mấy người đó là tay sai của quỷ, đang muốn phá hoại cuộc đời của các bạn. Chỉ có thành người cá mới có được nhiều sức khỏe và trí tuệ mà thôi. Ok, hy vọng tiệc tất niên đầu tiên của năm nay Tiun có thể gặp được tất cả những bạn đã mua đồ bơi tiên cá của mình trong suốt 4 năm qua, 3 năm bán đồ bơi người cá cho các thương hiệu khác, 1 năm xây dựng thương hiệu Tiun. Nhanh đến chóng mặt. Nên tính ra người cá ở Việt Nam cũng hơn 1.000 người rồi nhỉ. Tất cả những điều tốt nhất Tiun đã làm cho các bạn rồi, nên bây giờ các bạn hãy làm những điều tốt nhất cho thiên nhiên và động vật đi.